Hello, xin chào quý vị các bạn. Như clip tuần trước có đăng lên thì mình có nói tuần này mình sẽ làm thêm cái clip à trên nhầm xin lỗi, sẽ bảo tuần trước mấy ngày trước mình sẽ làm thêm cái clip nữa. Thì chắc là nói nốt clip này chắc là cũng không cần nói quá nhiều về những câu chuyện khác ngoài câu chuyện phân tích sản phẩm hay review gì nữa. Thì chủ đề của clip hôm nay mình nghĩ rằng là mình sẽ giải thích cho các bạn, tại vì mình thấy thực ra thì chuyện mọi người sử dụng internet ở ai cũng dùng đúng không? Thời đại internet không ai không dùng cả, thì mọi người hay 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 bị một cái nó rất là nặng nề. Đây đầu tiên là mình thấy mọi người hay hay đi phán xét người khác. Thực ra thì nó cũng quyền riêng tư cá nhân thôi, thì mình không nói là mọi người đừng làm thế nữa, nó xấu lắm. Cái chuyện đấy thực ra mỗi người nhận thức khác nhau. Như thế này, cụ thể ở trong một cái trường hợp khác, đó là những người reviewer. Mình thì không biết là các người mọi người sáng tạo nội dung khác như thế nào nhé. Ví dụ như là mình, tên mình kênh là kênh Nguyên Review, rồi rất nhiều người khác thực ra là cũng review như mình, có người làm người không, kiểu ý là theo được nó hay không. Thì mọi người nghĩ đơn giản, cái đầu tiên tiên quyết là thực ra là những người như mình sinh ra được, người ta kiểu có một cái uy tín chẳng hạn, thế là có một cái gọi là cái nhu cầu đúng không? Các bạn muốn mua sản phẩm này, các bạn tìm đến những người đã dùng sản phẩm rồi. Thì những người đã dùng sản phẩm thì ở đâu? Ra mọi người ở khắp mọi nơi, nhưng mà có những sản phẩm thì nhiều người dùng, có những người sản phẩm thì ít người dùng. Nhiều mà ít ở đây thì mình có thể giải thích cho các bạn như thế này: có những sản phẩm rất là mới, có khi chỉ được 100 người dùng thôi, các bạn hình dung là bán 100 sản phẩm ra cũng được nhiều tiền phết đấy. Thì 100 người đấy nó lại ở trong số một cái cộng đồng, ví dụ như là vuốt tóc thì có độ khoảng 100.000 người, không biết nữa, nhiều 100.000, 200.000, 500.000. Thì 100 so với vài trăm nghìn người như thế thì nó rất là bé, và thậm chí có những cái người người ta mua sắp vuốt tóc, người ta cũng chả lên mạng review làm gì, người ta cũng chả tham khảo làm gì, người ta cứ đi lên mạng, người ta tìm thông kiếm thông tin ở trên Google, xong người ta kiểu đặt hàng, người ta mua, người ta dùng, người ta yên tâm thôi. Thì số còn lại để tương tác thì ra là rất là ít. Thì các bạn hình dung như thế thì rõ ràng là bản thân mình đi mua hàng mình cũng sẽ đi tìm cái review, mà thực ra thì đi tìm review rất là loãng nha. Ví dụ nha, các bạn đang nhìn thấy mặt mình đang có vấn đề về 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 da đúng không, bị mụn đúng không? Thực ra khi mình tìm review ấy, thì mình có một cái thói quen, mình có một cái mẹo, đấy là gõ cái từ khóa đấy ở trên Google, sau đấy thì Google trả lại kết quả và chịu khó ngồi ít nhất là nửa trang đầu tiên và xem là top 10, top 5, 7 gì đấy, xem lọc ra những cái sản phẩm mà nó luôn luôn có tỷ lệ cao là nó sẽ luôn xuất hiện ở trong cái gợi ý đấy. Thì không cần biết là sản phẩm bao nhiêu tiền, nhưng mà sản phẩm đấy nó chắc chắn là nó sẽ có công hiệu một cách ổn định, nghĩa là nó là cái ngưỡng trung bình luôn, nó là cái ngưỡng trung bình. Còn còn cái câu chuyện là cái nào tốt hơn cái nào thì thực ra là trong những cái bảng xếp hạng đấy nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì đấy, nói đến đấy thôi, cũng không phân tích, không muốn phân tích lan man, và cái phân tích thì để đằng sau ha. Thì tiếp theo sau đấy là khi mà bản thân mình trải nghiệm thì mình kiểu sẽ đi đi sâu vào xem review của cái con đấy, cái sản phẩm đấy, thì mỗi người review lại lại làm cái nội dung nói như kiểu mình. Thì có nhiều người nó sẽ bị cảm giác rất là loãng, người ta sẽ, mình hiểu cảm giác các bạn khi mà tìm review, khi mà xem kênh của mình là các bạn muốn tua 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 thì tua làm sao mà đến cái đoạn chính thằng cha nói là con này cái độ giữ nếp nó có chuẩn như thế không, có đúng nó độ bóng như thế không, có đúng mùi mùi nó có thơm không đấy, nó có đáng tiền hay không. Thực ra mà nói các bạn ạ, cái đầu tiên ấy, như mà các bạn nếu mà đã nào mà follow kênh mình, đã subscribe, đã theo dõi mình rất là lâu rồi, thì mình khẳng định với các bạn luôn là review một cái sản phẩm gì, bất cứ một cái sản phẩm gì, kiểu nó ngon hay nó dở, nó chỉ độ khoảng đâu đấy mình xin phép có thể vắn tắt gọi là cùng lắm là 2 phút thôi, cùng lắm là 2 phút. Thì thực sự mà nói thì với 2 phút đấy nó sẽ thỏa mãn được những ai, nó sẽ thỏa mãn được những cái người mà thực sự người ta chỉ cần quan tâm đến cái chuyện cái hiệu năng sản phẩm thôi. Nhưng mà một cái sản phẩm thì thực ra có nhiều cái nhé, mình sẽ phân tích cho các bạn ở đây, có nhiều cái sản phẩm ấy nó không chỉ có hiệu năng nó tốt đâu, thực ra có nhiều cái sản phẩm người ta hy sinh hiệu năng một cái tập kiểu hiệu năng nó kiểu là ít về support tóc thì là kiểu giữ nếp cao rồi độ bóng ít hay là độ bóng cao gì đấy đúng không, thì mọi người thường hay thích như thế, thì người ta hy sinh cái hiệu năng đấy, kiểu như là hy sinh cái chuyện là sẽ có rất nhiều người dùng được, nó chuyển sang một cái nhu cầu khác. Một cái sản phẩm người ta sẽ định vị rằng là cái này bao bì đẹp, nó là một trong những cái mà hướng tới cái giá trị sưu tầm,
cái này có mùi thơm, nó cũng sẽ tạo ra một cái phong cách, một cái sự tự tin nào đấy. Hai cái này theo đuổi một cái bảng thành phần, tức là nó sẽ kiểu nhiều dưỡng chất thì cái tạo kiểu của nó sẽ, hay tạo kiểu hay là trang điểm của nó sẽ bị giảm đi. Thì tùy vào mục đích sử dụng sản phẩm, nhưng mà nó lại vô tình, nghĩa là tất cả mọi mục đích nó lại trong cùng một tầm giá với nhau, nhưng mà người sử dụng chỉ muốn nghe rằng là con này cái hiệu năng nó giữ nếp cao hay nó thấp, cái con nào là hiệu năng giữ nếp cao nhất, đỉnh nhất, all in one toàn bộ. Thực ra là cái tâm lý đấy của người tiêu dùng là đúng, nhưng mà kiểu như là hầu hết, các bạn hình dung là hầu hết, mình nói số đông ở trong cái thị trường Sabotoc thôi nha, Sabotoc của mét thôi nha, các bạn và bao gồm cả mình đều là đàn ông hoặc ở trong một cơ thể đàn ông đấy, mình nói rất là rộng đúng không, mình không chỉ nói giới hạn về một loại xu hướng tình dục. Thì chúng ta rất ngắn gọn, chúng ta đi từ A đến B, chúng ta không đi A B xong rồi A C A nọ kia lòng vòng như kiểu phụ nữ. Thì đúng, mình biết là các bạn cần cái điều đấy, nhưng mà tại sao mình vẫn phân tích ra? Tại vì thực ra ấy, trên thị trường ấy, nếu mà không có những cái người mà người ta kiểu có cái trải nghiệm sâu và người ta phân tích giá ấy, thì các bạn có thể cảm nhận một cái sơ lược là mình sẽ bỏ qua rất nhiều cái hay. Mình nói ví dụ nha, nói cái này là không có tài trợ tài chiếc gì đâu nha, không có thiên vị gì đâu nha. Mình nói ví dụ, nếu mà nói một cái sản phẩm mà thực ra là nó ở ngưỡng trung bình, thì nói rằng là 1821, tất cả sản phẩm của 1821, không có sản phẩm nào mà kiểu chạm đến một cái cảm xúc theo kiểu là wow, ngoại trừ con nước hoa của họ, ngoại trừ con nước hoa của họ, thì hầu hết các sản phẩm 1821 ấy thì đều ở mức hiệu năng, gọi là đối với bản thân mình giá nó ở mức khá, nó ở mức khá nhá. Hiệu năng cao nhất của 1821 là con wax của họ đó. Thì họ bán cái gì? Họ bán cái bao bì, họ bán cái câu chuyện và họ bán cái mùi hương. Thực ra ai làm kinh tế thì các bạn biết về những chuyện làm marketing hay làm nghiên cứu thị trường, làm sản phẩm nọ kia, các bạn hình dung ra rồi đúng không? Thực ra là sẽ có mình thì mình không chủ quan, tại vì mình chả học đại học quá gì cả, nhưng mà mình hiểu rằng là xã hội có rất nhiều người, người ta làm nghề khác nhau, thì những người như mình thực ra là dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu một cái loại sản phẩm nào đấy, để làm ra một cái sản phẩm nào đấy, thì mình lên tiếng để mình giải thích cho tất cả mọi người, thay vì mọi người cứ áp đặt theo kiểu là ông không biết cái này thì ông đừng có nói, các bạn cứ thoải mái các bạn đưa ý kiến ha. Thì đấy, 1821 là biểu tượng của cái câu chuyện là bán một cái câu chuyện, bán một cái ngoại hình rất đẹp, bán cái mùi hương rất thơm. Nhưng ngược lại, nếu mà nói một thương hiệu nổi tiếng mà bán một cái công nghệ, bán một cái gọi là cùng tầm giá nhé, bán cái công nghệ, bán cái công thức, bán cái sự sáng tạo, thì phải nói đến Hen de Foucault. Nói đến Hen de Foucault, Hen de Foucault là một cái sự đại diện cho chuyện dám thử, dám làm và theo đuổi một cái điều gì đấy đó nó hơi khoa học một chút, nó hơi khoa học. Tức là hai cái người sáng lập này, cho dù họ có làm marketing hay không, thì họ cũng đã đi vào rất là sâu sát vào vấn đề sản phẩm. Thì các bạn có thể để ý rằng là một con sản phẩm dạng chính xác, mà trong cái clip mình nói với các bạn đợt review lâu lâu rồi ấy, thì mình nói rằng là con này rất là kinh khủng, con này là một dạng là gel wax. Thực ra thì về cơ bản ấy, cái công nghệ nó nằm ở chỗ đấy. Tức là khi mà đặt bảng thành phần lên, mình nhớ hình dung là tại sao nó tên là hybrid wax. Tại vì là mặc dù là cái dạng gel của nó là cái dạng thực ra là rất là giống gel pomade cơ bản, nhưng mà nhớ không nhầm thì nó có chứa wax trong đấy. Wax đấy, nếu mà mình cũng lại nhớ không nhầm nốt, mình xin lỗi các bạn là trong clip này thực ra là nói thì người ta không chuẩn bị kịch bản, nên là cũng không sâu sát cái thành phần của nó, không tìm hiểu trước. Ingredient, để mình tìm hiểu xem, ngồi ngay trước máy tính luôn. Ấy chết nhỉ. Thì đấy, Hen de Foucault theo đuổi cái gì? Theo đuổi sự tự nhiên. Sự tự nhiên là đầu tiên các bạn nhé. Tại vì lúc họ ra mắt ấy, họ giống như kiểu trên cái thị trường lúc đấy ấy, là nó có rất là nhiều sản phẩm có các chất hóa học, cho kiểu là các bạn nó kiểu người ta đang kiểu anti chất hóa học ấy. Thực ra thì mình nói rất nhiều trong clip cũng khác rồi, đó là thực ra chất hóa học luôn được bản quyền từ tự nhiên, người ta sẽ lấy từ tự nhiên cái điều này điều kia ra. Thì mình đã ở trên cái bảng thành phần của Hen de Foucault Hybrid Wax, thì thực ra là nó cũng có wax đấy, nhưng mà không hẳn là có loại wax kiểu loại wax tức là sáp. Xin lỗi các bạn, từ nãy cứ nói nó wax, xin lỗi các bạn là nếu mà khiến ai để khó chịu thì cho mình thông cảm giúp mình, cái này kiểu nó hơi bản năng một chút.
Ở đây thì mình thấy thực ra là cũng có sáp. Có. Để mình search xem cái này, tìm xem cái này có đúng là sáp không. Chuẩn, sáp. Có sáp, nhưng mà nó là sáp nhũ hóa các bạn ạ. Thì các bạn hình dung như này nha. Giải thích về con này một chút trong cái lúc mà đang đang trên đà xảy ra cái câu chuyện của Henry Foucault. Thì cái sáp này là cái sáp nhũ hóa, ngay sau thành phần nước có cái tên là stearate 20. Thì các bạn hình dung là thực ra là con nào nó cũng có sáp thôi. Thì con này nếu mà coi như vậy thì nó cũng thể coi như con gel pomade. Thì ok, thực ra gọi là gel pomade hay là hybrid wax, thực ra là ở đây nó tùy vào cái cách tư duy. Mình không bênh hen Foucault nha, đây là một cách để bán được hàng. Thế kiểu nào nói là đây là một con gel pomade, thì thực ra một con gel pomade 50 mấy gram, xong rồi bỏ thêm mấy chiết xuất vào, bán tận 22 đô ở trên web Naturescience. Mình đang xem là website Manbiz là 26,95 đô, rất là đắt. Nếu mà về Việt Nam cái giá này phải bán rơi tầm khoảng 600 nghìn các bạn, 600 nghìn 27 đô á, là bán thế rất là đắt. Và không phải một sản phẩm nào cũng có thể bán ở mức giá này, nhất là một sản phẩm mà nếu các bạn hình dung là bây giờ mình bỏ tiền ra cho một lọ gel pomade chỉ có 56 gram thôi, trung bình là 100 gram nha, tức là ít hơn trung bình một nửa, tận 27 đô, tận 600 nghìn. Mà trong khi đấy thượng vàng hạ cám các bạn có thể mua từ một con gel pomade từ vài chục nghìn Việt Nam đồng nhé, đang tính tới Việt Nam đồng, cho tới 400 nghìn Việt Nam đồng. Thì mình coi như là đấy là cái ngưỡng của một con gel pomade gọi là đắt đi. Đây tận mà tất cả mọi cái mỗi con đấy là từ 60 gram cho đến 100 gram, 114 gram. Thì rõ ràng là nếu mà để tên là gel pomade thì con Henry Foucault Hybrid Wax này nó sẽ rất là fail, rất là thất bại luôn ở trên thị trường. Thế là bằng một cái cách nghĩa là họ tư duy rằng là họ muốn người ta quan tâm đến cái sản phẩm của họ thì cho thêm màu vào, cho thêm màu vào, cho nó màu xanh cho nó đẹp. Đây cũng là một trong những con sản phẩm mà mình rất là thích cái màu của nó, cho nó đẹp, rồi cho thêm chiết xuất vào cho nó có dưỡng, cho nó tốt cho da đầu, rồi quảng cáo nó lên là một sản phẩm hybrid wax. Thì đây là một cái mà cái công nghệ này, công nghệ quảng cáo nhé, nhưng mà nói theo một cách khác gọi là một công nghệ về mặt công thức đi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con về mặt công thức, hai con ở trong Henry Foucault, các bạn có thể để ý nó. Một con là Modified Pomade, một con là Gravity Paste. Modified Pomade ấy là một con ấy mà thực tế mà nói ra ấy, mình hoàn toàn có thể coi nó là một con sáp bút tóc, hoàn toàn một con sáp bút tóc kiểu không phải pomade luôn. Modified Pomade có một cái rất là hay ấy, nếu mà các bạn nào họ làm điều chế các bạn sẽ thấy rằng là thực ra ấy, Modified Pomade phụ không có sáp để tăng cái giữ nếp, không có sáp để tăng cái giữ nếp. Modified Pomade có giữ nếp hoàn toàn nhờ một cái VP copolymer ở ngay đây đó. Và mình không chưa thực hành với cái lanolin alcohol này thì không biết là có một cái độ dính nào không, nhưng mà khả năng là nó có, tại vì bình thường lanolin nó đã dính rồi, nó cả PEG75 lanolin này nữa, thì tất cả các thành phần nó tạo dính với nhau, nó dính lại. Cái độ giữ nếp của con này vì thế nó rất là nhẹ, nó là một con medium hâu, và một số bạn tóc dày có thể xuống đến light hâu. Thì đấy, các bạn sẽ thấy rằng là một con pomade bình thường thì sẽ không như thế này đâu ha, và cái chất của nó cũng rất là mềm, rất là kiểu dẻo dính ấy. Đó là lý do vì sao nhé. Mà ví dụ tóc mỏng như mình ấy, dùng nó ấy, cảm giác rất là greasy. Nhưng mà tóc ví dụ như các bạn bình thường ấy, cái mật độ có thể là tóc sợi mật độ bình thường, tóc độ dày bình thường, thì các bạn dùng xong các bạn một thời gian các bạn sờ thì nó kiểu khô 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 lại. Thực ra cái khô lại ở đây nó giống, nó có cái tương tác giống như gel pomade ấy, nhưng mà nó không khô quá đà như kiểu gel pomade. Thế nên bởi vì cái PEG40 dầu thường dầu thủy phân ở ngay thành phần thứ hai. Thì đấy, riêng góc độ một người thực hành, người không dám tự nhận là một người điều chế, thì đây là cái điểm mạnh của công nghệ. Tức là người ta làm ra cái sản phẩm này rất là độc đáo, nhưng mà thực ra là cái hiệu năng nó không cho phép mà quá nhiều. Các bạn hình dung là nếu mà giảm cái PEG xuống, cái chất của nó không còn dẻo như vậy nữa, nó không còn dẻo như vậy nữa, nó không còn hay ho như vậy nữa, nó sẽ có một cái độ dính dính nhất nhất kiểu kiểu khác, mà cảm giác nó ghê các bạn, nó ghê, nó thực sự là nó ghê ấy. Đó thì đó là một trong những con rất là hay. Thì nếu mà tăng cái chất tạo dính lên thì nó sẽ trở thành cái gì?
Thực ra giới thiệu cho các bạn một con đơn thuần mà vì sao vút lên, vút lên nó rất là dính, rất là rít, khô rất là nhanh, thậm chí trên tay cứ móc ra là cảm giác khô luôn. Và khi vuốt lên rất là phồng, nhưng bẹp rồi thì vuốt lại rất khổ, mà gần như không vuốt lại được. Cũng chính con này chứng minh cho nguyên lý hoạt động của chất tạo dính như mình nói ấy. Đấy là bất cứ một con sản phẩm nào mà nó chỉ có thuần chất tạo dính hay không thôi ấy. Nếu mà ví dụ nó là dạng sáp nhá, thì nó sẽ không có độ phồng được. Cái con này nó chỉ dành cho tóc dày mà thôi, vì tóc dày bản thân cái sợi tóc của các bạn đã đứng tự đứng lên được rồi. Thì đó là Gravity Paste. Thành phần thứ hai bạn có thể để ý trong bảng thành phần của Gravity Paste của Henry Foucault, đó là PVP. Đây là một chất tạo dính, một chất tạo màng bằng phim. Thì nó lại là được ứng dụng trong rất rộng rãi trong tất cả mọi sản phẩm tạo kiểu, thậm chí là sản phẩm trang điểm, để nó dính những cái gì đấy lên bề mặt khác. Thậm chí là ví dụ mình nói ví dụ như là son kem của chị em ấy, son mà kiểu cầm cái cọ lên cái quẹt này, nó cũng sẽ ứng dụng một cái chất tạo dính. Nhưng mà nó không phải là chất tạo dính như kiểu PVP, thực ra là có PVP đấy, nhưng mà mình nhớ không nhầm là không phải là cái PVP này, nó không quá phổ thông đâu, nó sẽ là một cái copolymer khác. Thì đấy, thế cái công dụng của chất tạo dính đơn giản là như kiểu hồ dán với nhau ấy. Còn Gravity Paste, lý do vì sao mà nó dính thì rất là dính, rất là rít, nhưng mà vuốt lên rất là phồng, mới phồng mới vuốt lên phồng thích lắm, thích vô cùng luôn. Nhưng mà bẹp ngay tức thì không vui gì nào luôn. Thì đó, thì quay trở lại cái ý kiến ban đầu, đó là có những cái sản phẩm như 1821 thì thỏa mãn cái mùi hương và cái hiệu năng khá, nhưng có những cái sản phẩm như Henry Foucault thì thỏa mãn cái công nghệ. Ngay cả con Henry Foucault Quicksand, thực ra thì người ta ghi là hai hole thôi, nhưng mà hai hole ở đây thực ra là mình cũng không rõ định nghĩa của Henry Foucault là như thế nào. Tuy nhiên thì mình luôn đánh giá Henry Foucault Quicksand ấy là light hole, là có độ giữ nếp thấp nhất, tại vì trong bảng thành phần của con này ấy, hoàn toàn không có sáp giữ nếp luôn các bạn. Nó hoàn toàn không có sáp giữ nếp. Nó có một cái loại sáp tự nhiên, nhưng mà cái loại sáp đấy nó chỉ tạo ra một cái độ đặc ở trong cái thành phần thôi. Mà người ta cũng không ghi là sáp, người ta ghi là hydrogenated vegetable oil, một cái loại dầu thực vật thủy phân. Thì thực ra là những cái dầu thực vật thủy phân ấy sẽ có những cái loại nó dạng sáp. Rất là tiếc là mình nói đây thì mình mới biết rằng mình mới nhớ rằng là các bạn có thể hình dung là sáp đậu nành nhỉ? Sáp đậu nành đó, bạn search và tìm trên Google sáp đậu nành, các bạn có thể ra nó sẽ dạng vẩy như vậy đó. Thì đó, thì con bình thường nhất và con hiệu năng khá nhất của Henry Foucault ấy thực ra là con Claymation. Các bạn sử dụng, các bạn sẽ thấy là con Claymation, con Spongewatch là hai con có hiệu năng đặc thù, và thêm cả con Heavy Mate nữa, là ba con hiệu năng đặc thù cho ba cái nhu cầu gần như là khác nhau. Đầu tiên là tạo kiểu bóng mờ và có giữ nếp thì là con Claymation, tạo kiểu bóng cao và có giữ nếp là con Heavy Mate, tạo kiểu bóng trung bình và giữ nếp trung bình là con Spongewatch. Và con này thì lại đặc biệt là nó có một cái sự đàn hồi trong công thức của nó, khiến nó dùng cảm giác rất là thoải mái. Thì đó, ba con đặc thù nhất của Henry Foucault. Thì đấy là cái lý do mà sao mà ở Việt Nam thực ra là cũng vì cái nhu cầu sử dụng thì các bạn lại tiếp xúc với Quicksand nhiều nhất. Đó. Thì có những cái thương hiệu thì họ sẽ đi theo cái hiệu năng, mà đi theo hiệu năng mà xuyên suốt từ đầu đến cuối thương hiệu luôn. Thì cái thương hiệu này đó chính là Kevin Murphy. Các bạn sẽ nhìn thấy trong tất cả sản phẩm Kevin Murphy, nếu mà sản phẩm nào mà nó phục vụ một cái đối tượng cụ thể có cái hiệu năng ổn á, thì họ sẽ giữ lại. Mình nói ví dụ so sánh giữa, mình có một review cái con Gritty Business màu xám và con Kevin Murphy Rollerider rồi, đúng không? Thực ra hai con này ấy là hai con clay. Các bạn hình dung là hai con clay, mà một con clay medium firm, một con clay là firm 2 hoặc là cao hơn một chút so với con medium firm kia. Thì với mình ấy, thực ra thì với tóc mỏng thưa của mình ấy, thì mình dùng con Gritty Business thì mình sẽ thấy nó thích hơn. Hầu hết mọi người thì chỉ được tiếp cận là con Rollerider thì mọi người dùng con Rollerider cũng rất là phê, kiểu nó restyle tốt này, ra mồ hôi rồi tắm gội nọ kia, nói chung tiếp xúc với nước thì nó vẫn còn ít build up, xong rồi kiểu điều khiển được tóc ok, khô sạch. Thì đó là cái điển hình của việc là vừa có công nghệ mà vừa theo đuổi cái hiệu năng đến tận cùng. Hay là những cái con như kiểu con Undress của chính Kevin Murphy luôn. Thì con Undress này nó là một cái con mà thực ra các bạn dùng ở trên những cái tóc mà cái mái cụp xuống á, cái tóc rủ ấy,
thì thực ra là rất là ngon. Con này nó rất là nhẹ, light hâu, light medium thôi. Thực ra là rất là hiếm chất tóc lên được medium. Xong rồi bồng bềnh, thực ra là rất là suôn mượt. Nó không tạo ra một cảm giác gọi là quá nặng nề. Nhưng mà để một cái chất tóc rất là xoăn mà kiểu gỡ rối nó ấy, xoăn tít luôn, kiểu tận da của người 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 châu Phi á, người gốc Phi á, thì chất tóc của họ rất là xoăn đúng không? Thì có một con tên là AZ Rider. Nó là một con mà cực kỳ nặng, mặc dù là ghi trên nhãn là light hâu, nhưng con đấy phải nói với các bạn rằng là con đấy mà dùng phải rất là nặng cảm giác thôi. Có khi các bạn sẽ nghĩ là con này là con medium hâu, thực sự là có khi là như thế thật. Thì nó rất là nặng, rất là ẩm, mà ẩm đến cái nỗi mà kiểu tóc xoăn ấy, mà gọi là rất là rối, xoăn sợi xoăn với nhau móc như này, mà vuốt con đấy lên ấy là kéo xoăn bơ, tung kiểu tơi 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 ra được luôn, rất là hay đó. Rất là nhiều con khác của Kemi Murphy mà thực ra là ở Việt Nam không có phân phối, và thực ra là hầu hết tất cả dòng sản phẩm của Kemi Murphy là kiểu unisex ấy, mà để kiểu nam nữ tóc dài tóc ngắn đều được dùng được. Thì tại sao người ta hủy cái con Gritty Business kia? Thực ra là Gritty Business là theo đuổi cái kiểu là chỉ dành cho nam thôi. Nhưng mà về sau ấy thì người ta chuyển cái con Rider. Tại sao các bạn dùng từ lâu các bạn đã thấy là ban đầu Rider nó khô hơn cơ mà, cảm giác cái chất nó đặc hơn, cứng hơn, giữ nét cao hơn cơ mà, tại sao bây giờ nó mềm đi hay là nó ẩm ra nhiều hơn một chút? Thực ra là một cái điều là ẩm hơn thì nó sẽ bớt khô cái phần da đầu hơn, thì nó bớt tạm coi như là có hại hơn, nhưng cũng đồng thời ấy, khi nó ẩm hơn ấy, thì cái khả năng tương tác của nó với tóc dài ấy, sẽ dễ hơn, thì nó chỉ khô phần nào so với các sản phẩm còn lại thôi. Thì đó là một cái tầm nhìn của Kemi Murphy, và mình cũng chỉ là một cái người mà tạm coi là võ đoán là nhiều thôi, chứ không dám khẳng định là mình biết quá nhiều, biết chắc chắn cái điều đấy. Thì mình đang phân tích cho các bạn rằng là gì, ở trên góc độ của người tiêu dùng ấy, thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy rằng là thí dụ như hồi trước người ta còn đang phá giá Kemi Murphy, thì các bạn sẽ so sánh là tại sao tôi phải bỏ ra 500.000 để mua loại 1821, mà trong khi đó 500.000 đấy tôi hoàn toàn có thể mua loại Rider với cái ốc dung tích gấp đôi. 1821 thì thơm, vậy tôi sẽ chọn cái gì? Tôi chọn thơm hay là chọn dung tích gấp đôi? Và trên thực tế thì hầu hết mọi người không dùng hết loại Rider. Thật sự, hầu hết mọi người không dùng hết loại Rider. Kiểu miễn cưỡng phải dùng, kiểu muốn thay đổi. Nhưng mà cái rào cản là các bạn khi mà tiếp xúc với một con như kiểu 1821, các bạn sẽ luôn nghĩ là nó đắt. Cái giá trị bỏ ra không xứng. Mình khẳng định với các bạn luôn là cái giá trị của 1821 ấy, thực ra thì về cái nền công thức của hai cái sản phẩm này là gần như tương đương nhau. Là gần như tương đương nhau luôn. Cái kiểu nó cứ giống như kiểu bây giờ so sánh một con Exciter, một con Exciter mình với một con Ducati, một con Ducati 899 gì đấy, nghe rất là khập khiễng đúng không? Nhưng mà cái nền tảng của chúng nó ấy, thì dù là một con 1 tỷ, một con chỉ có 50 triệu, nhưng mà đầu tiên ấy, cái ý nền tảng ý mình muốn nói, một con, cả hai con nó đều là xe máy, cũng giống như cả hai sản phẩm đều là Sabotop. Và cái thứ hai ấy, cái nguyên lý hoạt động của chúng nó ấy, nó như nhau, nó cùng là đều là xe côn tay, chứ không phải là so sánh một con SH với một con hay là một con Vision với một con Exciter, thì nó thì cả nó bằng giá nhau thì cái nguyên lý hoạt động nó cũng khác rồi, thì không thể so sánh được như thế. Thì đấy, hai con này nó có cùng một cái nguyên lý hoạt động như thế. Tất nhiên là khi mà nhìn vào bảng thành phần của con 1821 ấy, nó không hẳn là nó kiểu, các bạn nhìn vào, các bạn đừng nhìn vào những cái kiểu là nó ít thành phần hơn thì nó tệ hơn, không hẳn như thế đâu các bạn. Cái chuyện ít nhiều thành phần thì nó trong những cái người mà làm sản phẩm như mình ấy, thì bọn mình đều có thể điều khiển được. Cái chuyện đấy nó dễ dàng lắm. Nó giống như kiểu một cái cách để khoe hay một cái cách để marketing ấy, nó không giải quyết được quá những vấn đề cho khách hàng các bạn. Thì bọn mình sẽ chú ý để những cái thành phần nào đấy chủ chốt, nó có thể là một cái thứ mà các bạn đọc và các bạn bảo là đây là chất hóa học, đây là chất hóa học gây hại. Nhưng tất cả mọi người điều chế đều biết rằng là gì, những cái thứ mà người dùng hay là những cái người mà người ta đang marketing rằng là phải tự nhiên mới tốt, cái này hóa chất gây hại ấy, thực ra những cái hóa chất đấy là những cái mà tạo ra hiệu năng vượt trội cho sản phẩm, thực sự luôn đấy các bạn. Thì đó là công nghệ, thì mình sẽ không nói lan man để quá nhiều, tại vì cái chuyện khoa học đấy thì cũng lôi ra ánh sáng một chút, mặc dù nó vẫn còn rất là tù mù lờ mờ, nhưng mà để cho các bạn hiểu rằng là những cái nhà khoa học ấy, người ta kiểu đi học hóa học lý để làm gì đấy, học hóa học lý để tạo ra những cái chất mới nó càng ít gây hại càng tốt, mà lại mang lại tác dụng vượt trội cho người sử dụng càng nhiều.
mà lại dễ điều chế nó, mà dễ ứng dụng nó. Đó đó là cái khoa học, đó là cái mà thực ra là những người như mình theo đuổi nó. Chính xác là những người hơn mình, các bạn như mình, như mình lại kém quá. Thì nói sao nhỉ, khi các bạn so sánh hai con này thì nó cũng không hoàn toàn là chính xác. Mình hiểu tâm lý là cùng tầm giá để so sánh với nhau thôi, nhưng mà mình nói thẳng với các bạn luôn, cái mùi của con 8821 ấy, có thể là nếu lên chai nước hoa nó không có có tách biệt các lớp mùi như kiểu quảng cáo ra, nó chỉ là một cái hỗn hợp mùi chung chung thôi. Nhưng mà cái mùi đấy mình khẳng định các bạn luôn là đầu tư mà để ra một cái mùi như vậy là cực kỳ mất tốn nhiều tiền luôn. Không chỉ đến một cái công ty mùi nào đấy để đặt hàng đâu, mình nói thật các bạn luôn, mà đặt hàng là đặt tôi kiểu đặt kiểu chỉ có tôi dùng cái mùi này thôi, là anh phải nghiên cứu để đưa cho tôi cái mùi này để tôi tự dùng trong sản phẩm của chính tôi, thì nó mới ra được một cái sản phẩm như vậy. Và khi mà người ta tính toán về mặt chi phí về vật liệu nào đó kia, người ta thấy rằng là không phải là hộp nhựa, không phải là một cái hộp thủy tinh rẻ tiền, không phải là một cái hộp kim loại dễ móc méo, mà tôi phải dùng cái hộp thủy tinh này in ấn như thế này với cái nắp đặt riêng như thế này thì tôi mới thể hiện được cái phong cách và cái mùi hương nó sẽ bổ trợ cho cái đấy. Thì đó là cái giá trị của cái sản phẩm 1821. Nó đặt trên bàn với Henry Foucault hay là với Kevin Murphy hay với bất cứ một sản phẩm nào khác, nó đã khác rồi. Nó đã khác rồi. Cái sự so sánh cùng tầm giá là đúng, nhưng mà cái mục đích sau cùng sử dụng, liệu các bạn có cần cái mùi hương đấy không? Cái mùi hương của 1821 là mùi hương không thể thay thế. Các bạn có cần không? Nếu các bạn cần và cái mùi hương nó quan trọng hơn cái hiệu năng hoặc là cái trọng lượng các bạn mua 1821, thực ra là nó bỏ hơn rất nhiều so với việc các bạn mua cái Kiwi Murphy. Chính xác là như vậy luôn, tại vì các bạn đang rất là quan trọng cái mùi hương, mà hai cái hiệu năng thực ra là các bạn sẽ cảm nhận là nó cũng kiểu xem nha. Đó. Mặc dù có thể bây giờ giá chỉ cách nhau được khoảng 100-150 thôi, nhưng mà được cấp đôi cái trọng lượng thì bây giờ các bạn nghĩ về kinh tế các bạn. Bây giờ tôi sẽ xịt nước hoa lên, nhưng mà để xịt nước hoa 1821 để các bạn mua full chai nước hoa hết 1.8 triệu, đúng không? 1.6 triệu đến 1.8 triệu. Thì bây giờ các bạn chọn gì? Mua một lọ sáp hết 500.000 hay để tiết kiệm 500.000 nữa? Chính xác, tiết kiệm 500.000 hết, tại vì là giá nó chênh lệch rất là nhiều mà, đúng không? 500.000 86 gram và 650.000 được 100 gram, giá chênh lệch rất là nhiều đó. Hay là mua một chai nước hoa, tất nhiên là vòng đời sử dụng một chai nước hoa thì lại rộng hơn rồi, đúng không? Thì lại lâu hơn rồi. Thì bây giờ là tiết kiệm 500.000 vào mỗi 3 tháng hay là mỗi 1 tháng tùy vào điều kiện sử dụng mỗi người. Hay là đầu tư lâu dài, mua con Kevin Murphy này và một chai nước hoa kia, và tiết kiệm tiền về lâu dài sau mấy năm. Thì đấy là tùy về cái vấn đề, cái quan điểm tiêu tiền của mỗi người. Mình sẽ không tham gia ở phân tích ở đây, ở trên góc độ làm sản phẩm thì mình có thể nhắc nhở các bạn như vậy. Tại sao mà không lôi Quicksand vào đây? Dù Quicksand với 1821 là cùng một cái phân khúc giá, cùng cái trọng lượng, nhưng mà thực sự mình nói với các bạn là Quicksand là cái sản phẩm theo mình nhớ không nhầm là có bỏ hương liệu vào, nhưng hương liệu không thể hạ áp được hết mùi của nguyên liệu. Thế nên là mùi của Quicksand không quá thơm. Các bạn hay nói là Quicksand chẳng có mùi, thực ra là mình nhớ không nhầm, mình nhớ nó có mùi đấy. Nó có mùi ấy. Nhưng các bạn ngửi vào hộp thì nó cứ mùi nhanh ngái lên tóc, thực ra là lúc mồ hôi đổ ra thì nó cũng không, cái mùi này nó bị át đi, nó không kiểu quá nồng nặc ấy, thì các bạn bảo nó không mùi thôi. Chứ nó vẫn có mùi ngay ngái mà, đúng không? Ai dùng cái xe nó cũng chả biết được cái điều này. Thì cái điều này thì mình cũng nhắc nhở các bạn cái như vậy. Quicksand thì không thể so sánh được, tại vì thậm chí là cái công thức điều chế của Quicksand cũng không có cùng cái tính chất nền của hai con còn lại. Thực sự là như vậy, trông nó rất na ná đấy, nhưng mà không giống nhau đâu các bạn. Thế nên là nó mới mềm như thế. Còn Quicksand còn mềm nhất, đúng không? Quicksand còn mềm nhất, xong đến Red Rider, xong rồi đến 1821 Wax. Thì đấy, thì đây là mình đang giải thích cho các bạn. Đấy là khi mà các bạn lên mạng, các bạn tham khảo ra được những người review như mình hiểu, tại vì bọn mình cũng là khách hàng của các bạn. Và để mà trở thành một người review thì bọn mình phải dùng rất là nhiều, tối thiểu là dùng rất là nhiều và biết về sản phẩm. Thì bọn mình không có gạt ý kiến của các bạn đi, nhưng cái đằng sau của bọn mình đấy là gì? Tiếp đến câu chuyện thứ hai, khi mà những người reviewer ấy, các bạn rõ ràng các bạn hình dung ra là để mà muốn tồn tại, tạm coi như là chuyện là một người review, một người đánh giá, nó là một cái nghề đi,
mình tạm coi như trong xã hội bây giờ là một cái nghề, thì các bạn phải có tiền. Tiền thì ở đâu ra? Tiền thì tài trợ. Tiền là tài trợ. Chứ cái chuyên môn của mình là mình đi đánh giá sản phẩm. Cái đánh giá đấy nó không phải là cái đánh giá cho nhà sản xuất nha. Thì nếu mà cái giữa một cái người làm đánh giá, một người reviewer ấy, với một nhà phê bình ấy, nó ở một, nó cùng là việc đánh giá nhưng lại hướng tới hai phương diện khác nhau. Nhà phê bình như mình thì mình sẽ đi nói với nhà sản xuất rằng là anh chị với cái sản phẩm này này, anh chị chưa ra mắt thị trường được đâu, cần phải cải thiện thêm. Đó là mình sẽ làm việc với nhà sản xuất là ở cái ngưỡng khi mà sản phẩm nó đang ở trong giai đoạn thai nghén. Nhưng reviewer thì lại đi đánh giá sản phẩm ở trong giai đoạn hoàn thiện, tức là đã thương mại hóa ra thị trường rồi. Thì có những người người ta không nhận tiền review, thì người ta tự mua về người ta đánh giá. Có những người nhận tiền review để người ta đánh giá sản phẩm đấy, thì chuyện không nhận tiền review như kiểu mình để mình đánh giá sản phẩm cho công tâm, nó là chuyện thực ra ấy thì ai cũng làm được. Ai cũng làm được, chỉ có dám làm hay không thôi. Nhưng cái chuyện mà nhận tiền để review thì nó lại nhiêu khê hơn rất là nhiều. Mình sử dụng cái từ nhiêu khê nhé. Mình vẫn muốn có nhà tài trợ cho mình vì người ta có tiền. Nhưng không phải sản phẩm nào cũng tốt, đúng không các bạn? Thì bọn mình phải làm một cái cách nào đấy để khiến cho người sử dụng, khách hàng, các bạn chạm được đến cái giá trị của sản phẩm, cũng như khách hàng, thương hiệu mong muốn. Mình thừa nhận là không phải sản phẩm nào cũng tốt. Chính xác ra là không phải sản phẩm nào cũng vượt trội. Các bạn hình dung có hàng triệu sản phẩm ra đời, sản phẩm này ra đời sau sản phẩm kia, thì khi cái thằng đi đằng sau, cái người đi đằng sau, người ta sẽ luôn luôn muốn cải tiến so với cái người đi đằng trước. Thì nếu mà mình bảo rằng là tôi nhận tiền của ông này rồi, không nhận tiền của ông kia, thực ra thì cũng đúng cái lý, kiểu làm ăn thì phải có cái sự gọi là tận tâm, cái sự gọi là trung thành, đúng không, uy tín, đúng không? Nhưng mà ông ngay sau đấy thì không, nhưng mà những cái ông mà sau 10 ông sau đấy thì quay trở lại một dạng sản phẩm vậy. Thì nói thế nào, dùng con này cảm thấy thích hơn so với con trước đây đấy. Nhưng mà nếu mà mình nói thích hơn so với con trước đây thì nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của cái người trước đây, đúng không? Thì đấy là chiều người nghe. Thì làm cái điều đấy thực ra thì cũng dễ lắm. Nhưng mà để làm sao để khen ấy, để cho cái chính xác là giá trị của ba đối tượng là người đánh giá, reviewer, cái người đang thương mại, không biết là nhà sản xuất hay là nhập khẩu bán lẻ tiêu dùng nha. Nhưng mà mình cứ coi như là đây là một bên thương mại, reviewer bên thương mại và bên tiêu dùng là khách hàng sau cùng, và đều có giá trị thỏa mãn lẫn nhau, thì cái điều này rất là khó. Thì như phân tích ngay từ ban đầu đấy là có những sản phẩm không phải là cái công ty đấy họ không nghiên cứu thị trường mà họ đã ra mắt sản phẩm rồi, mà là họ hiểu rằng là thực ra cái bản chất sản phẩm nó chỉ cần đến thế thôi, và người ta đang cần một cái sản phẩm mới để người ta ta trải nghiệm, và người ta thấy một cái điểm nào đấy tốt hơn hay thỏa mãn họ hơn so với những cái sản phẩm truyền thống mình tạm coi như cái sản phẩm mà mọi người hay dùng thường xuyên, kiểu rất là phổ thông, mình dùng cái từ truyền thống nhé. Thì nó là một cái luồng gió mới, một cái luồng gió mới kiểu vậy. Chúng ta mua thử, chúng ta thấy dùng hay hay, một cái bao bì mới, một cái mùi hương mới, thì chúng ta mua, chúng ta thích. Và đó là cái sự tham lam của người tiêu dùng. Ai cũng tham thôi, mình cũng thế. Thì khó nhất ấy không phải là nhà sản xuất hay là khách hàng, mà chính là người làm đánh giá. Có một cái điều mà tại sao mình ngừng làm đánh giá, tức là mình đánh giá về việc tạo kiểu nhé, thậm chí nó cũng cần phải có những cái điều kiện thử nghiệm rất là khắt khe, chứ đừng nói đến chuyện dưỡng. Thực ra là ví dụ bây giờ mình dùng con sản phẩm này lên mặt, lên tay, lên da, lên đầu, lên tóc, mình thấy nó ổn, nó ok rồi, mình ngừng dùng nó mà nó có một cái tác dụng phụ thì sao? Hay mình chữa xong cái điều đấy rồi, tự nhiên cũng có một cái sản phẩm khác, cũng là dưỡng, một cái chức năng dưỡng kiểu khác, nhưng mà bởi vì mình đã khỏe rồi, mình đâu có vấn đề gì, tự nhiên mình vuốt lên thấy nó bình thường à, thì bây giờ mình đâu có thể nhận xét được nữa, đúng không? Thì thực ra cái việc review những cái đồ trang điểm, make up hay là những cái điều đồ tạo kiểu là styling, thực ra nó đơn giản hơn rất là nhiều. Ví dụ như là
làm sao ra mồ hôi cho nó nhiều, sẽ là phấn son nó có trôi không hay sáp nó có tơi ra không, hay là trên tóc mọc tóc dày, da dầu da khô nó kia các thứ, xem mà nó có bám không hay là nó lên màu da, da ngăm, da trắng, da vàng, da đỏ như thế nào đó. Thì những cái đồ trang điểm tạo kiểu nó lại đơn giản như thế, chỉ nó chỉ hơi khó ở cái tìm những cái, tìm càng nhiều người giúp mình càng tốt thôi, nó khó ở chỗ này. Thì cái giá trị của người, người thực ra là mình nghĩ rằng là nếu mà nó khách quan nhất á, là không có một người nào gọi là một reviewer chân chính cả, bao gồm của mình. Tại vì mình sẽ phiến diện rằng là tôi là cái thằng tóc thưa, tôi có thể đưa cho một ông tóc rất là dày ngược cái chất tóc của tôi, nhưng mà sẽ có rất nhiều vấn đề, ví dụ như có cái bạn thì có hai xoáy hoặc là nhiều hơn một xoáy tóc, kiểu kiểu thế, tóc mọc theo một hướng khác, nó không phải như mình kiểu mọc tóc mọc theo bên phải này, có bạn tóc mọc theo bên trái, tóc mọc ra trước đằng sau tùy, có người thưa người không, có người tóc dày người tóc mọc, tóc xoăn không xoăn đó. Thì mình không thể là một, không một cái người reviewer nào có thể một mình đánh giá một cách gọi là chính xác nhất rằng là kiểu theo trung bình nhận xét của nhiêu đấy trường hợp. Thì nói sao ta, nó kiểu nó bất khả thi các bạn, nó không thể nào thế. Ví dụ như mình đánh giá nhé, mình chỉ có đánh giá được hai chất tóc thôi, chính xác là bây giờ nhiều lắm thì là ba, một người bạn của mình với một độ tóc dày hơn mình một chút, sợi tóc thì cũng bình thường, một người bạn của mình thì mật độ tóc dày, sợi tóc cũng dày, tóc chỉa, nhưng mà có những cái vấn đề khác thì không thể nắm bắt được. Thế là kể cả mình nhận xét nhé, ngoài việc cái sản phẩm nó thay đổi như kiểu hôm lưu ra, thì cái chất tóc hay những cái trường hợp của các bạn hoàn toàn mình sẽ không nắm bắt được. Đấy còn chưa kể tới những cái trường hợp, ví dụ như nói về câu chuyện rằng là chuyện trang điểm thì nó lại đơn giản hơn, chứ cái chuyện tạo kiểu các bạn nó lại phần lớn lại phụ thuộc vào thợ cắt tóc cơ. Và đấy là cái phần mình muốn nói các bạn những cái điều đấy. Cái phần tiếp theo mình nói đấy, thì đã đành là sản phẩm thay đổi rồi và cái chất tóc không test được sẽ hết rồi, nhưng nếu mà đặt ra một cái vấn đề là liệu thợ cắt tóc có đang cắt cho bạn đúng kiểu bạn muốn hay không, và bạn có đang vuốt theo đúng kiểu mà thợ cắt tóc mong muốn hay không, thì mình nói với các bạn rằng là cái điều này ấy, khi mà nói ra nó sẽ gây tranh cãi rất là mạnh. Tại vì như thế này, thí dụ đi, mình đã từng vào những cái group, những cái cộng đồng về chuyện của các thợ anh, thợ cắt tóc, thì nói thật với các bạn là cộng đồng này các bạn anh cũng hơi quyết liệt thái quá. Thì thực ra thì ai cũng làm chủ một cái quán nào đấy. Nếu bạn hình dung là, mình không nói đến trình độ mỗi người, nhưng mình nói đến câu chuyện là cái bị sai nhất ấy, đây đang nói về đúng sai nha, tức là khách hàng ở đây mình đang nói số lượng nhỏ hơn, đó là nam giới, thường có một cái tư duy hơi bị chủ quan của bạn về chuyện tóc tai, tức là giống như khi các bạn ngồi lên ghế cắt tóc, bạn giống như kiểu hầu hết chúng ta giống như kiểu ra lệnh, nói yêu cầu thì nhẹ nhưng chính xác là ra lệnh rằng là em muốn cắt theo kiểu này và em muốn cắt theo kiểu kia. Thì nó cũng không sai, nhưng mà sau khi mình được hưởng, tạm coi như dùng cái từ hưởng đó hơi quá, mình có được cái mái tóc mới rồi thì mình lại không hiểu cái cách vuốt nào. Thường á thì người thợ thì người ta sẽ không nói với mọi người rằng là chất tóc của em mọc theo hướng này, xoáy ra hướng kia thì em nên vuốt theo kiểu nào để nó sẽ hợp. Có những người thì cũng nói, nhưng mà cũng phải nói ngược lại theo trường khách hàng. Có những khách hàng còn không buồn hiểu, nghĩa là kiểu tao đưa mày tiền em mày cắt được không, cắt đi, bây giờ muốn bán tao lọ sáp gì bán đi, bán lọ tô cơm gì bán đi, rồi tao về tao phải vuốt theo cái kiểu mà tao đưa ảnh mày xem. Thế thì cái điều này mình phải nói với các bạn là khách hàng là đang ở trong trường sai, yêu cầu như thế thì cũng không sai, nhưng mà trong cái trường hợp cụ thể là tóc nam á, hầu hết tất cả kiểu tóc nam không hiện tại ấy, là không để mái, là vuốt ngược ra đằng sau, vuốt dựng lên ấy,
thì khi mà các bạn có một kiểu tóc vuốt dựng lên ấy, thì cái chuyện duy trì kiểu tóc đấy nó lại cần cái sự quan tâm nhiều hơn so với những cái kiểu cụp xuống. Những cái cụp xuống hay như kiểu tóc nữ, các bạn để ý tóc nữ hầu hết là cụp xuống này, hiếm kiểu tóc nào dựng đấy lắm. Mà khi các tóc tóc các chị em mà đã vuốt dựng lên rồi thì thực ra thì nó cũng không hẳn là dựng lắm, mà nó sẽ là tạo từng cái nếp tóc một ạ. Thì cái cách tạo kiểu nó đã khác rồi và chăm sóc nó đã khác rồi. Thì ý muốn nói ở đây là các anh mà đang đang theo đuổi cái kiểu tóc dựng lên như thế này, nó vuốt ra đằng sau như này hay vuốt lệch sang một bên như thế này, các anh cứ dựng lên như thế này, thì các anh phải để ý tới những cái điều đấy. Người thợ cắt tóc là người có thể quyết định tới 70% cái chất lượng của cái kiểu tóc mà các bạn hướng đến. 20% còn lại là cái việc các bạn có hiểu bản thân cái kiểu tóc đấy và có những cái dụng cụ phù hợp để tạo kiểu tóc đấy hay không. Còn lại 10% nó mới phụ thuộc vào sản phẩm tạo kiểu thôi. Thế nên là tại sao mà các bạn ấy, bạn nào mà nói thẳng ra luôn là muốn tư vấn hơi kiểu xôi thịt là kiểu an bê ấy, con này dùng được không anh, gặp mình ấy, là tại sao mình cứ hay hỏi là đầu tiên là em đang dùng sản phẩm gì hay bạn đang dùng sản phẩm gì, tiếp đến là dùng sản phẩm này có tốt không, cảm thấy thế nào, cái thứ ba là đang để kiểu tóc gì, cái tư ở chất tóc ra sao, cái thứ năm là vuốt như thế nào, và cái thứ sáu là chăm sóc nó như thế nào. 6 cái câu trả lời này các bạn trả lời ra rất là dài, và thậm chí các bạn không mấy khi để ý 6 cái6 cái câu hỏi này trong cái việc các bạn đi làm đẹp cho bản thân nha. 6 cái câu hỏi đó thì hầu hết các bạn đổ hết 6 cái câu hỏi này lên kiểu thợ cắt tóc kiểu barbershop nó kia thứ cũng không mặt. Giống như kiểu bây giờ nếu mà bạn ra ngoài quán cắt tóc, bạn bảo người ta cắt cho bạn kiểu quip shop quip bên shop quip à, mấy tháng sau tóc bạn dài ra, bạn nghĩ là bạn tóc dài ra như hồi trước cũng vuốt sai pass hay vuốt pomador rồi, cứ vuốt vậy đi thế nào cũng được mà. Các bạn vuốt nó không phồng như hồi trước, nó không vào nếp như hồi trước, nó bẹp, nó đổ, nó bung, nó chỉa. Các bạn đổ tội hết lên đầu thợ cắt tóc, một cái anh cắt quá dở. Thì khi mà tôi nuôi tóc dài, tôi không còn được như trước nữa. Thì đấy không phải, tại vì cái form tóc, cái kiểu tóc cắt đã là shop quip đã hướng ra đằng trước này rồi ấy, thì không có tài nào các bạn có thể vuốt ra đằng sau một cách đẹp được. Bạn vẫn vuốt ra đằng sau đẹp được nha, nhưng không tài nào nó đẹp được như kiểu ngay từ đầu đã cắt tông vai đòi, ngay từ đầu đã cắt quip hay là sai pass rồi. Bạn hình dung được không ạ? Đó, thì ngay từ đầu mình biết mình tóc mọc hướng nào, trải cái kiểu đầu mình ra sao, chăm sóc nó như thế nào thì nó mới đẹp được. Đó, thì người thợ cắt tóc cũng rất quan trọng là vì thế. Thì quay trở lại vấn đề ban đầu là mọi người thường hay đổ lỗi cho một cái điều gì đấy khác mà không phải chính bản thân của mọi người. Theo kiểu là do cái lọ sáp này, do cái lọ gôm này, do cái chapri này, do ông cắt tóc hay do ông review. Thì chuyện bọn mình review đã khó rồi, bọn mình không chối rằng là cái câu chuyện là không phải đôi khi mà thường xuyên bọn mình phải khen cái sản phẩm nào đấy để bên tài trợ họ bán được hàng nhá. Và khi bọn họ bán được hàng thì uy tín của những người review sẽ tăng lên, đúng không? Đó, tăng lên thì họ lại thêm một cái hợp đồng nữa, bọn mình lại có thêm tiền nữa. Đó, thì đó là một câu chuyện hiển nhiên, hiển nhiên luôn. Có người khen thì khéo, có người khen thì không. Đó, dĩ nhiên là khách hàng không, mình không nghĩ là các bạn phải hiểu cái điều này. Khách hàng luôn luôn đã coi như đòi hỏi. Mình là người làm sản phẩm, mình coi mọi sự đòi hỏi đấy là thử thách và nó cũng không hẳn là quá đáng. Nhưng mà góc độ giữa một người review ấy, thì thực ra là những cái chuyện luôn luôn yêu cầu người ta review một cách trung thực nhất ấy, thì thực ra các bạn đã được nhận cái điều đấy rồi. Người ta sẽ review trung thực nhất ở trong cái thời điểm người ta lên clip. Có thể thời điểm mà bạn xem clip 6 tháng sau, cái sản phẩm nó thay đổi thì sao? Đúng không? Hay cái trải nghiệm, người ta trải nghiệm nhiều hơn, có khi người ta quay trở lại đúng cái điều kiện như người ta đang làm clip, người ta cũng thấy như các bạn nói rằng là sản phẩm này dùng bình thường à, hay dùng không ngon lắm. Nhưng người ta đã làm clip lên rồi, người ta đã được thanh toán sòng phẳng, tất cả mọi cái hoạt động hợp tác đã ngừng rồi. Không thể nào bây giờ lên một clip và ui các bạn ơi, tôi vừa dùng lại con này không tốt tí nào, con này không tốt như hồi trước tôi nói. Như thế rõ ràng các bạn sẽ thấy rằng là giống như kiểu một cái thằng gọi là ăn cháo đá bát đấy, đúng không? Trước nó khen, tại sao bây giờ không đưa tiền cho nó, nó không khen nữa, nó quay ra nó bảo mình sản phẩm này không tốt. Thì lý bình thường sẽ kiểu tại sao em không nhắn tin luôn cho hãng mà em lại đi làm clip như thế, nó kia các thứ. Thật ra mình chưa bao giờ gặp trường hợp đấy cả. Tại căn bản mình làm chưa đến giờ mình kiểu
có gì nói đấy. Thì cái clip này ra đời ấy, để các bạn hiểu hơn về cái vấn đề của chính các bạn và những người như mình, hay là nhà sản xuất, hay là về phía những người thợ cắt tóc. Đó là một cái cộng đồng, mình cứ quy hết về một cộng đồng chăm sóc sắc đẹp cho nam giới. Tạm thời bây giờ chỉ là một cái tạo kiểu tóc thôi, nó còn cả cộng đồng chăm sóc cho cả skin care hay body care, rất là nhiều cái khía cạnh khác của nam giới. Như là mình dùng từ gọi là chăm sóc sắc đẹp của mái tóc cho nam giới thì nghe nó hơi lằng nhằng, đúng không ạ? Thì đấy, thì tất cả mọi vấn đề mình xin phép chia sẻ bằng hai clip này, dù rất là dài nhưng mình thực sự rất muốn nói từ rất là lâu rồi. Mình không làm clip này để bao biện cho những cái điều mà có thể là trong quá khứ mình đã nói rằng là ở cái sản phẩm này ngon ấy, xong bây giờ mình cứ dửng dưng với các bạn hỏi cái sản phẩm này có ngon không anh, xong mình cứ bảo là anh không biết nữa. Không phải mình không muốn trả lời các bạn đâu, nhưng mà mình hiểu rằng cái sản phẩm này nó có thể đang nó đã thay đổi rồi, nó không còn như trước nữa. Như trước mình có thể đang rất là khen nó, nhưng bây giờ nó thay đổi rồi, mình chưa dùng nó. Thì bây giờ nếu mà mình dựa trên những cái kinh nghiệm đấy của mình thì nó là vô giá trị các bạn, nó khiến các bạn đi sai cái hướng đấy. Và nói thẳng ra các bạn, khi mà mình tư vấn cho các bạn như thế, đầu tiên góc độ cá nhân mình đi, mình vừa mất thời gian mà mình vừa không kiếm được một cái giá trị nào, bao gồm giá trị vật chất thực tế, rằng là mình đâu bán được thêm cái lọ sáp đấy đâu, mình đâu có lọ sáp đấy để bán cho các bạn đâu, đúng không? Tiếp theo là cái giá trị về mặt là cái tính chính xác và uy tín của chính bản thân mình. Tuy nhiên bây giờ nó đổi công thức rồi, hay là nó nhạy chỉnh công thức rồi, các bạn mua về các bạn thấy nó không ngon như mình nói, thì ủa tại sao thằng này nó bảo không nhận tiền review mà nó làm ăn chẳng có uy tín gì vậy? Thì đấy, thì mình đang muốn nói các bạn những cái điều đấy. Cái sau cùng á, và để nhắn nhủ với các bạn, mọi người, thì ít nhất là trong cộng đồng những cái người sử dụng sản phẩm tạo kiểu tóc, thì các bạn nên hiểu từng cái góc độ quan trọng một, khía cạnh quan trọng một. Và khi mà các bạn là người tiêu dùng, các bạn bỏ tiền ra để làm cái điều gì đấy, cắt tóc, mua một lọ sáp vuốt tóc, thì các bạn sẽ có được đúng cái giá trị mà mình cần. Mình chỉ xuất hiện để hạn chế những cái sự hạn chế kiểu tối đa trong khả năng của mình, những cái sự tạm coi như là sai lệch đi, hoặc là nó chưa thực sự quá chính xác đến tận cùng của một cái nhóm nào đấy, một cái nhóm nhỏ đấy. Mình không nghĩ là mình đại diện cho một nhóm lớn, thì mình chỉ xuất hiện đây với một cái vai trò đấy thôi. Và tới đây thì cũng dành một ít phút trong clip khoe các bạn về sản phẩm đang làm. Thật ra là hôm nọ nói các bạn ấy, ngay hôm nọ xong rồi bây giờ qua 3 ngày như vậy, thì mình có suy nghĩ, bắt đầu thì mình nghĩ là mình sẽ làm một sản phẩm này, nhưng mà làm hai mấy lọ bán thử. Sau đấy mình nghĩ rằng là thực ra á, nếu mà mình chỉ làm một sản phẩm thực ra thì cảm giác nó rất là hụt hẫng. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ ra mắt nhiều công thức, nhiều sản phẩm. Mình ra mắt nhỏ giọt thôi, có thể là chỉ vài lọ thôi, tại vì mình làm lẻ, đồ đạc không có nhiều, nó chỉ vài lọ thôi. Để cho các bạn tham khảo, thực ra là cái sau cùng là cho các bạn thấy là mình đã làm được những gì trong năm vừa rồi. Thì như hôm nọ khoe ấy, là một cái sản phẩm mà chất tấm Rider ấy, thì đây đó, thơm. Đây, các bạn có thể thấy rất là mềm luôn, rất là mềm, và đạt được đến cái cảm giác hoàn chỉnh của Rider nha. Mình sờ ấy, các bạn nhìn này, không sạn, không sạn, rất là mềm, rất là đặc như của Rider ấy. Nhưng mà con này theo mình nhớ là nó chỉ được medium firm ấy. Đấy, thì như clip trước mình nói các bạn ạ, thì mình hướng tới cái chuyện là firm 2 để cho nó phù hợp với những thị trường Việt Nam hơn. Thế nên là mình cứ lăn tăn mãi mình chưa có ra mắt. Còn sắp tới thì chắc là mình cũng sẽ ra mắt những cái chất sản phẩm như thế này, để cho các bạn thấy rằng là đầu tiên nha, tiên quyết nha, cái hãng mình sắp ra mắt ấy, có một cái điều mà mình gửi gắm tới nó, mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn ở cái này luôn. Mình nghĩ là nó cũng hơi có một cái chút gì đấy phi thực tế và ảo tưởng, thì mình một mình không thể làm được. Nhưng mà mình muốn lấy lại niềm tin của các bạn, của khách hàng, niềm tin của cả những người không biết, với một câu nói duy nhất thôi.
sản phẩm Việt Nam dùng không ra gì đâu. Mình là người, trên góc độ cá nhân của mình là người nghiên cứu tất cả những cái sản phẩm trên thị trường bây giờ, nếu mà để so sánh với sản phẩm ngoại, thực ra gần như không có sản phẩm nào có đủ năng lực để so sánh nó, chính nó với sản phẩm ngoại. Gần như không có sản phẩm nào luôn. So sánh rất nhiều khía cạnh, từ cái sự bài bản cho vấn đề kinh doanh, cho đến cái hoàn thiện công thức và đến cái hoàn thiện sản phẩm, thì gần như không có, rất hiếm. Và cái hiệu năng theo đuổi thực ra là nó cũng không có quá nhiều khác biệt so với những cái sản phẩm hiện giờ mà mình coi như là còn đang kinh doanh rất là ổn định trên thị trường. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ nói với các bạn, nếu các bạn bảo là anh đánh giá sản dòng sản phẩm nào cao nhất trên thị trường hiện tại, thì nếu các bạn theo dõi mình đủ lâu á, các bạn sẽ biết rằng là mình là một người mà hay cà khịa hãng X. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ nói các bạn rằng chính hãng X là sản phẩm mà thời điểm hiện tại và trong vòng khoảng 1 năm, 2 năm gần đây, từ hồi ra phiên bản Tết mà bỏ đi mấy cái hình ngoằn ngoèo ấy, mình đã theo dõi và mình bảo với các bạn rằng mình đang nhìn thấy họ đang rất cố gắng nỗ lực, và đó là thương hiệu mà mình đang có niềm tin tạm coi như là lớn nhất. Nhưng ở đây mình là một cái thương hiệu của mình, không phải mong muốn cạnh tranh với bất kỳ một ai cả, mà để khẳng định với tất cả khách hàng rằng sản phẩm xuất phát điểm từ Việt Nam, không có chuyện thua kém sản phẩm nước ngoài. Nó ít nhất nó luôn luôn bằng, thậm chí nó có thể hơn. Mình khẳng định với các bạn luôn, một cái sản phẩm mà các bạn nghĩ rằng là Việt Nam không làm được, chất sản phẩm nó giống Rock Rider này, độ bền sản phẩm cũng như Rock Rider này, mình đang cầm trên tay làm bởi chính mình, chất xám của mình, thử nghiệm. Mình phải nói với các bạn rằng đến công thức này là phải công thức lần thứ 50 mấy rồi. Lần thứ 50 mấy rồi. Đó. Trong vòng hơn một năm trời. Để khẳng định với các bạn, không việc gì mình phải nghĩ rằng ừ, Việt Nam chỉ thế thôi. Đó kia thứ. Đó, có rất nhiều người như mình luôn các bạn. Làm rất là nhiều sản phẩm tuyệt vời. Đó, công thức thứ hai, đây là một con mà thực ra thì là mình làm bừa thôi. Con này thì thực ra là nó sẽ là một con hơi có chút thiên hướng tạo kiểu, mà nó thực ra là chứa rất là nhiều dưỡng chất, rất là nhiều loại dầu chiết xuất, rồi chỉ có một ít sáp tạo kiểu là sáp Canela thôi. Công thức này thì nó chưa hoàn chỉnh lắm, tại vì nó vẫn còn hơi sạn sạn, vuốt ra nó vẫn sạn sạn đấy. Trên màn hình các bạn thấy mình đang vuốt ra rất là mềm, nhưng mà thực ra thì nó trên tay mình nó bị sạn. Sạn ở đây là dạng do sáp nha các bạn. Thì mình chỉnh sửa nó bớt sạn đi, sau đấy thì mình cũng sẽ ra mắt nó. Và có một cái con công thức mà nó là pomade, mình nhận nói như clip trước á, con pomade mà giống như cái con modified pomade hay là những con gel pomade của Dowless Grooming ấy, thì mình cũng định ra mắt nó luôn. Hay là đợt trước thì thực ra là cái con mà fiber ấy, là cái công thức của con này này đó, thì có thể là mình sẽ nghiên cứu làm riêng ra một con fiber nữa. Nhưng mà tất cả những cái thứ mà mình ra mắt vào sắp tới đây ấy, thì có khả năng lớn nó sẽ là bản giới hạn. Tại vì sao lại giới hạn? Tại vì mình sẽ theo đuổi là cái gì? Cái hiệu năng sẽ dành cho số đông. Và cái... nói sao ta? Những cái thể hiện được cái chất sản phẩm ấy, thì mình chỉ mong muốn rằng là các bạn nhìn vào đấy và các bạn biết rằng là ở Việt Nam có thể làm được. Chứ nó không hẳn là nó quá bất khả thi đâu. Và hiện giờ thì do một cái điều kiện về mặt kinh tế thì mình chưa có đủ điều kiện để mình mua tiếp nguyên liệu để thực hành làm một con. Mình nói thẳng các bạn luôn là clone y hệt con Chisholm Styling Balm của Boris Molly, nhưng mà là phiên bản màu trắng mà đợt trước họ được ở hộp nhựa, thì mình chưa có điều kiện mua những cái nguyên liệu đấy. Thì hy vọng rằng là các bạn nếu mà có lòng thì trong thời điểm này các bạn hoàn toàn thể ủng hộ mình qua số tài khoản MB Bank để bên dưới phần mô tả clip, cũng như ở clip trước. Thì mình hy vọng rằng với những ai mà các bạn hiện giờ đang đi học hoặc là đã từng học qua những cái chuyên ngành về kinh tế, về dược lý hoặc là sinh lý, cũng như một chút về thiết kế những cái hộp bao bì sản phẩm, thì nếu các bạn có tài liệu bản mềm hoặc bản cứng, file PDF hoặc là giấy gì đấy tùy, các bạn có thể liên hệ qua mình ở bên dưới email nguyenreview@gmail.com. Mình để bên dưới tất cả thông tin ở bên dưới phần mô tả clip. Các bạn cứ liên hệ, các bạn cứ nhắn tin mình ở đấy. Nếu mà các bạn có thì cho mình được phép với những cái tài liệu để mình xin.
các bạn để mình nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm. Và mục đích sau cùng là để hoàn thiện và có một cái thương hiệu giúp cho các bạn dễ dàng lựa chọn cả sản phẩm mong muốn nhất có thể, mà nó lại là thương hiệu Made in Việt Nam. Thì cuối clip cũng như mọi khi, rất rất nhiều khi, đó là chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình không biết nói gì ngoài cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Nguyên Review. Và bây giờ cũng hết dung lượng của cái máy quay và cái thẻ nhớ rồi. Chào tạm biệt các bạn.